các bạn, khoảng cách gì trên thế giới là xa nhất? Đó không phải khoảng cách từ trái đất này tới trái đất kia, mà là khoảng cách từ trái tim này tới trái tim kia. Bởi vậy người ta thường nói, trái đất cứ lặng lẽ quay, đôi ta cứ lặng lẽ xa. Xa nhau không phải không hợp nhau, xa nhau vì bao lỗi lầm. Yêu anh không? Không yêu em không? Không. Không hả? Không yêu. Tôi cũng không yêu. Không hề yêu. Không yêu. Không yêu luôn. Anh Phong, em hỏi anh nha, hôm nay khai trương, em là ca sĩ chính, em đứng hát, mà em hát thì em khát nước, em kêu ông lấy nước cho em thôi, mà như vậy thôi đó, mà hằng học mà thái độ với em. Được rồi, hai người mời tụi tôi đã khai trương mà sao ồn ào quá, tụi tôi bỏ về đó. Nhưng mà tôi về bạn bè về về sao mà về được lâu lâu. Quê trời đất ơi, cứ dở lại lành nha, về đây Minh nha. Ôi chứ thương quá, thương quá, thương vợ, thương quá. Hồi nãy em đánh đau thốn nhẹ nhẹ, bớt nhẹ không cái thương quá, cái nè cái thương quá quá quá. Thôi tụi tôi tới giờ khai trương nha, chứ không có xem trò tình cảm của hai người. Anh thiệt luôn á, nói chứ vợ chồng em cũng phải cảm ơn anh. Dạ. Thì anh đã cho hai vợ chồng em thuê cái mặt bằng này, đặc biệt hơn nữa là cảm ơn anh Phong. Trời ơi, nhờ có anh Phong mà hả, thiết kế cái quán em vậy mới đẹp nè, đúng không anh? Dạ đúng rồi, bây giờ hả, ăn quả nhớ kẻ trồng cây đó, đây tao tặng mày đó. Cái kẻ mà tạo nên cái quán rất là đẹp, cái y quy với cái đì co mà nó thiết kế cái quán một cái, tao nói đúng ai rồi. Vô cũng đều khen hết trơn trời. Ai vô cũng khen hết. Khen quá trời khen. Hôm nay là khai trương là em tính toán sòng phẳng với anh luôn. Tính em thì rốt rẹn lắm. Dạ, mà hả, em con nhà lính tính nhà quan. Đây, em bo luôn 500 nữa. Mày thấy vợ tao không? Quá xuất sắc. Mình thấy em vợ không mà. Quá xuất sắc chưa? 500 dạ. Luôn 500, tiền lương là 2 triệu. Thêm 500 nữa là 2 triệu rưỡi. 2 triệu rưỡi, tiền công 2 triệu. Đó, đúng rồi, tiền cái đấy nè. 5, gì mà 2 triệu rưỡi đây? Bất ngờ đấy chứ. Bất ngờ hả? Bất ngờ gì, độ chịu chơi của hai vợ chồng mình. Có ở đâu 500 ngàn bo bạn bè thân thiết, lại bo 5 ngàn được sao bất ngờ. Ờ à. 2 ngàn. Cái gì? 2 ngàn gì? 2 ngàn gì? 2 ngàn. À, rồi có luôn. Nè, bo luôn 8 ngàn. Bo luôn 8 ngàn kìa. Dạ, thì bao luôn 8 ngàn. 8 ngàn đúng rồi. 2 ngàn đô. Dạ quan trọng bây giờ thật sự luôn, nói ra cũng ngại, tại vì mới ra nghề nên vốn liếng còn ít. Anh coi xong anh có thể thông cảm, giúp đỡ quen biết đồ giùm em. Ông Phong nè, ông xem ông với ông bán nha, tiền bạc trời đẻ chồng cái. Anh em với nhau không mà. Dạ đúng rồi. Bạn Lâm cũng là bạn mình mà. Dạ. Đó, do đó mình Thiệt luôn anh. Thiệt luôn anh. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Thật sự luôn, quá thật sự luôn, cảm ơn. Đó là giá quá hữu nghị luôn. Quá hữu nghị thì anh em mới có cái giá này, thật sự em lại biết giá thị trường hết luôn á. Ừ. Không ở đâu mà có, thật sự. Thiệt sự muốn khóc luôn á trời. Rồi bây giờ nói chung là chúng ta cùng hả quyết tâm để có một bạn vẽ thiệt là đẹp. Cố lên nha anh, cố lên. Okay. Em té 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 té. Nói em mới mình em tụt muốn tụt. Cái gì? Trời ơi, 2 ngàn đô đâu ra? Mày bạn tao mà Phong, lấy chi mắc vậy? Bạn bè chứ này làm ăn mà. Trời ơi, bao nhiêu công sức tốn chất xám bao nhiêu đêm mới ra được cái thiết kế này chứ bộ. Anh ơi, em bán nước bán cà phê 17 ngàn một ly, mà anh lấy tiền thiết kế 2 ngàn đô rồi chừng nào mới lấy lại vốn rồi chừng nào lấy lại vốn. Phong, mày bạn tao, mày thông cảm mình với Phong. Thằng Phong nó đã bỏ biết bao nhiêu công sức để làm cái này, 2 ngàn là còn rẻ đó. Ừ, đi học nước ngoài nữa. Anh thấy đúng rồi em ơi, đúng công sức tiền nào của đó luôn đó. Người ta đi co rồi chất xám, cái IQ của người ta thiết kế gì đâu phải đơn giản đâu. 2 ngàn hợp lý nha bạn. Ok, cái gì vậy mình? Sao mình ba phải vậy mình? Không ba phải, sự thật thôi mà. Nó qua nói lại, sao cuối cùng mình bên ai? Bên ai? Bên ai? Bên ai? Bên ai? Thôi! Trời ơi! Chữ hiếu chữ tình tôi biết phải làm sao? Bồn phận làm còn chưa hiếu, cha chưa sống biết phải làm sao? Giờ tao bên mày thì có lỗi với giờ tao, còn không giờ tao đuổi tao đi ra khỏi đây. Vậy giải quyết 2 ngàn đô kìa. Nó nghe nè, thôi bạn bè bớt bớt xíu được không? 2 ngàn đô thiệt sự tôi bán cả mấy chục ngàn ly cà phê, không biết chị nào trả cho mày á. Không, mấy giờ anh tháo ra hết lại luôn, trả lại cho anh. Tháo đi nha, tháo. Trời em ơi, chị dọn ra cũng tốn tiền đó anh hai à. Không, nói vậy thôi. Em có ý kiến gì nè. Bây giờ 2 ngàn đô đó mình quy ra thành hiện vật đi, là cà phê. Anh có
có quyền tới đây uống cà phê bất cứ lúc nào anh muốn, bất chấp không gian và thời gian. Anh đưa ai tới uống cũng được, anh dắt díu cả họ hàng thân thích nhà anh qua đây uống cà phê cũng được, miễn sao trừ hết 2.000 đô đó. Ok. Uống cà phê đến bao giờ mới xong 2.000 đô?